xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604 ạ. Hiện tại là buổi tối của ngày 28 tháng 7 năm 2023. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến ngập nhà những mặt hàng lan đẹp ạ, những cái dòng hàng kg rất là nhiều, những cái dòng hàng lan thuần đẹp và những cây lan đang mùa nụ mùa hoa rất là rẻ luôn, để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn nhé. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng, và em báo thì sẽ chưa bao gồm cổ phí vận chuyển ạ. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có nhé. Đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái lô đai châu rừng Bắc trụ này. Hàng đai châu hay người ta còn gọi là Minh Xuân Ngọc Điểm. Cái hàng này thì không có lỗi lá nhé. Và 1 kg sẽ rơi khoảng tầm 6 cho đến 10 cây cô chú anh chị ạ. Thì 1 kg này em bán với giá chỉ có 240.000 cho 1 kg thôi. Và khi cô chú anh chị sở hữu khoảng tầm 1 kg là tức là 240.000 ạ. Thì cô chú anh chị sẽ có ngay một cái trụ Nghinh Xuân hay là Ngọc Điểm để mà thưởng thức rất là tuyệt vời rồi. Đấy, những cây lan rất là đẹp như này. Và bây giờ đang là cái mùa mà cây đang tầm bắn rễ rất là đẹp luôn. Thời điểm bây giờ cô chú anh chị mang về ghép là đến Tết mình có một cái giòn lan thuần ổn định để mà thưởng thức hoa Tết luôn rồi. Đai châu ạ. Và sang bên này đây thì em có những cái lô giáng hương tam bảo sắc cực kỳ là xinh đẹp luôn ạ. Những cây lá xếp rất là đẹp. Cái lô này em gọi là lô số 1 này. Lô số 1 chắc đâu đấy là khoảng tầm chục cây. Đó, một cái lô rất là nhiều như này. Em bán cả lô giáng hương tam bảo sắc này với giá chỉ có 50.000 thôi ạ. Và lô số 2 này cũng đủ cô chú anh chị làm một cái giò giáng hương tam bảo sắc xinh luôn, 45.000. Và lô số 3 cũng hơn chục cây, cây rất là đều luôn. Đó, hàng cây không bỏ lá chân mà cây rất là khỏe như vậy, với giá em cũng bán 50.000. Và lô số 3 là một cái lô cây lớn, khá là lớn. Và cái lô này em xin phép được bán với giá là 65.000 cho cả cái lô này nhá. Đây ạ. Một cái lô như thế này là cô chú anh chị về làm một cái giò tam bảo sắc quá là đẹp để mà thưởng thức hoa rồi. Và bên này đây thì em có những cây giáng hương đuôi sắc này. Những cây giáng hương đuôi sắc hàng lá xếp V, cứng cáp và xanh mướt như thế này, đẹp như này. Em bán với giá là 120.000 trong 1 kg. Cây không quá lớn và cũng không quá nhỏ. Nói chung là đủ mà đủ tầm để cô chú anh chị có thể ghép cho mình những cái giò tam bảo sắc gọi là những cái giò giáng hương đuôi sắc trồng chậu hay ghép trụ đều rất là tuyệt vời luôn ạ. Sang bên này thì em có 2 cái lô giáng hương đuôi chồn. Lô này em gọi là lô số 1 này. Lô số 1, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7 cây. Cái lô đuôi chồn này là có 7 cây đuôi chồn. Và lô này em xin phép được bán với giá là 80.000 cho lô đuôi chồn số 1 nhé. Và lô đuôi chồn số 2 ạ. Chắc hơn chục cây gì đó. 2 này, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12 12 cây đuôi chồn. Lô này em bán với giá là 50.000. Đó, thì cô chú anh chị muốn lấy lô nào cứ báo em nhé. Sau bên này thì em có những cây kiều vuông mỡ gà. Kiều vuông mỡ gà, cô chú anh chị nhìn cho em cây xanh mướt và rất là to như thế này. Đó, cây này khi mà sổ hoa hứa hẹn sẽ là một mùa hoa phải nói là đẹp xuất sắc với những cần bông hoa to đùng luôn ạ. 1 kg kiều vuông mỡ gà này em bán chỉ có giá 220.000 cho 1 kg thôi. 1 kg cô chú anh chị có ngay một tác phẩm kiều mỡ để thưởng thức hoa rồi. Sang bên này là dòng lan kiều cánh tua nhá. Cái dòng kiều cánh tua này thì hoa với những chùm hoa vàng và cái cánh tua rất là độc đáo và đẹp luôn. Em bán dòng kiều cánh tua này là 130.000 cho 1 kg thôi. Sang bên này đây là dòng lan hoàng thảo nghệ tâm hay còn có tên là thành duyên dáng. Hiện tại đang lên mầm chi chít luôn này. Lan lên mầm chi chít luôn. Cái dòng nghệ tâm này, mỗi một lô nghệ tâm như vậy em xin phép được bán với giá chỉ có 50.000 cho một lô thôi. Nói chung ấy tầm bây giờ cô chú anh chị nhìn về ghép ấy, thì chắc là khá là lười, bởi vì cây nó khá là dối. Nhưng mà khi nó nở hoa chắc chắn sẽ đền đáp lại cái công sức mà cô chú anh chị đã bỏ công ra. Nghệ tâm hay thành hồ viên dáng, hoa rất là đẹp. Sau bên này thì em có những rễ hoàng thảo vẩy rồng.
khoang thảo vẩy rồng. Cái dề hiện tại đang bắt đầu lên những cái mầm chồi tơ mới. Vẩy rồng cái dề này em gọi là dề rộp số 1 này. Em bán với giá là 100.000 luôn nhé. Cái dề rất là to luôn ạ. Cái dề số 2 cũng là một dề to. Cái dề số 2 này thì em xin phép này ạ, hiện tại đang bắt đầu là lên những mầm con mới rồi này. Dề số 2 này em bán với giá 130.000 và dề số 3 là 50.000 thôi. Và lô số 4 là một cái phần như vậy em bán là 30.000 ạ. Một cái phần hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ này. Hoàng thảo môi tua hoàng long vĩ này, lô này em bán có giá là 30.000 thôi nhé. Và tiếp sang bên này đây, cô chú anh chị cùng nhìn cho em. Hôm nay thì em có những cái chậu kiều tím thái rất là khỏe và đẹp luôn cô chú anh chị này. Một cái chậu kiều tím thái rất là nhiều mầm luôn ạ. Dạ, cô chú anh chị nhìn nhá. Và cái dòng kiều tím thái này thì cô chú anh chị yên tâm cho em ạ. Hàng bao giờ cũng chuẩn. Chuẩn mặt bông cây giống với những cái bông hoa tím đậm đà đẹp như thế này. Mà dòng kiều tím thì hoa rất là sai bông. Đó, một cái dòng lan phải nói là vô cùng là tuyệt vời. Những cây như vậy thôi nhưng mà khi mà cô chú anh chị về trồng ạ, trồng vào chậu của mình ạ, thì những cây này sẽ phát triển và rất là lớn luôn. Đây cô chú anh chị cùng chiêm ngưỡng với giò kiều tím thái, hoa nó đẹp như vậy này. Đó, đây là tất cả những cái mặt bông của dòng kiều tím thái nhá. Thay vì mua những cái thân kiều gọi là cả giá cả 100.000 bạc cho một thân, cô chú anh chị có thể sở hữu cho em những cái cây kiều tím thái như thế này. Hoa rất là đẹp, tím lịm tim luôn, sai bông. Thì một cái chậu kiều tím thái như thế này, cả một giò rất nhiều thân như vậy, em bán với giá chỉ có 140.000 cho một cái chậu kiều tím thái này thôi nhá. Và sang bên này đây sẽ là dòng nhạn lan, nhạn va. Dòng nhạn va. Đây cô chú anh chị cùng nhìn cho em, đây là cái mặt bông của dòng nhạn. Hoàng nhạn va nhá cô chú anh chị nhá, hay người ta còn gọi là dòng nhạn A3. Như cây như thế này là đến mùa tới sẽ cho cô chú anh chị những bông hoa rất là đẹp rồi. Cái chiều cao của nó khoảng tầm một gang tay nhé. Rất là nhiều cặp lá luôn ạ. Và một cây nhạn như này thì em xin phép được bán với giá là 130.000 thôi. Đó, một cây nhạn va cao đẹp. Đó, chiều cao tính từ gốc đến cái lá ngọn khoảng tầm 20cm nhé cô chú anh chị nhé. Và cái giá của nó chỉ với giá có là 130.000 thôi. Những cây này thì sang năm tới là cho hoa cực kỳ là đẹp rồi. Và sang bên này đây cũng sẽ là những cái dòng lan thuần phải nói cực kỳ là rẻ đẹp luôn. Đầu tiên em muốn giới thiệu đó là những cái cây, những cái giò lan giả hạc hoa hồng đỏ nhá. Chuẩn mặt bông cây giống như này, rất là sai bông. Thân bé nhỏ nhưng mà hoa rất là to. Đấy, cây lan mà dễ thuần dễ chăm, hoa cực kỳ là tươi và đẹp như này. Và một cái chậu giả hoa hồng đỏ như này em bán với giá chỉ có 120.000 cho một giò thôi nhé cô chú anh chị nhé. Em bao giá rẻ nhất thị trường cho cô chú anh chị. Và một chậu này là rơi hơn chục thân ạ. Rồi sang bên này đây cũng là một cái mặt bông trầm than củi, hay người ta còn gọi là trầm cổ nhé. Mỗi chậu trầm than củi trầm cổ như này đây, thì gió rơi vào ít nhất phải là 6 thân trở lên rồi. Dạ, cô chú anh chị cùng nhìn cho em, ngắm cái mặt bông phải nói siêu xuất sắc của nó. Cánh hoa tím đỏ và sáp bóng rất là tuyệt vời. Một cái giò lan như vậy rơi ít nhất là 6 thân nhá, rất là đẹp luôn. Dạ. Và một cái giò lan như thế này thì em xin phép được bán với giá chỉ có 120.000 cho một giò thôi. Như cây lan này thì khi mà cô chú anh chị trồng chăm đến cái độ trưởng thành thì mỗi một thân nó có thể dài đến cả 2m và thân nó sẽ to như cái ngón chân cái luôn ạ. Sang bên này đây thì em có những cái giò lan trầm trắng nhá. Hàng chuẩn mặt bông cây giống với những bông hoa trắng thanh khiết. Hương thơm thì quyến rũ vô cùng luôn rồi. Em bán là 110.000 cho một cái giò lan trầm trắng này. Và tiếp theo bên này đây sẽ là những cái chậu giả Hawaii. Mỗi một chậu rơi 5-6 thân, 7 thân đẹp như này. Giá thì bèo bọt, quá bèo bọt luôn cho cô chú anh chị sưu tầm. Có 100.000 cho một giò thôi nhá cô chú anh chị. Trước đây một thân hơn 100.000. Bây giờ cả một cái giò lan đẹp như này. Đó. 5-6 rất là nhiều thân như này. Giá thì bán có 100.000 cho một giò. Quá là rẻ luôn cô chú anh chị, nhanh tay sưu tầm những cây giả Hawaii. Hoa rất là thơm và bông hoa cực kỳ là to đẹp luôn ạ. Sang bên này sẽ là dòng long tu xuân. Thì em thấy là cũng có nhiều cô chú anh chị hỏi cái mặt của bông của long tu xuân như thế nào. Đây cô chú anh chị nhìn cho em này. Đây là một trong những cái dòng lan rừng mà hoa sai từ gốc đến ngọn luôn ạ. Và một cái bảng long tu xuân như này này. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em nhé. Một bảng long tu xuân như vậy nó rơi
cả chục thân ngắn dài. Cô chú anh chị nhìn kỹ cho em, bảng nào cũng như bảng nào sẽ rơi ít nhất là chục thân ngắn dài. Và một bảng như vậy thì em bán với giá chỉ có 140.000 cho một giò thôi. Và khi cô chú anh chị sở hữu một cái giò lan như vậy thì chắc chắn là cô chú anh chị sẽ có ngay một cái giò Long Tô Xuân nó đẹp như cái hình ảnh mà em đang đưa cho cô chú anh chị xem ở đây ạ. Sang bên này là một cái giò hoàng thảo hoàng lạt duy nhất, rất là nhiều mầm này. Em bán cái giò hoàng lạt này với giá chỉ có 110.000 thôi nhé. Sang bên này sẽ là dòng kiều lộc bắc. Dòng kiều lộc bắc thì cô chú anh chị biết rồi, nổi tiếng là cái dòng hoa mà chơi vào thời nở hoa thời điểm Tết với những chùm hoa to như những chiếc đèn lồng và cánh trắng họng vàng rất là đẹp luôn. Đó, một cái giò kiều lộc bắc như vậy trước đây chậu hơn 300.000, hiện tại em bán một chậu như vậy là 180.000 cho một giò thôi. Và bên này đây sẽ là những cái chậu giả hạc chớp Mỹ, thân to nú luôn này cô chú anh chị này. To nú luôn. Một chậu như vậy thì nó sẽ có 2 thân hoặc là 3 thân. Đó, một cái thân sẽ dài khoảng tầm 50 cm, một thân dài khoảng tầm 70-80 cm nhá, trong một chậu. Đó, trong một chậu là xin nhắc lại là sẽ có một thân khoảng tầm 50 cm và một thân sẽ dài khoảng tầm 70-80 cm rồi. Và cả một cái chậu chớp Mỹ như này em bán với giá chỉ có 110.000 thôi. Đó, 110.000 thôi. Và giả hạc chớp Mỹ thì cô chú anh chị nào mà đã từng thưởng thức hoa thì biết rồi. Cái bông hoa cánh tím chớp rất là độc đáo luôn, mà hoa cực kỳ là thơm, đặc biệt là sai bông từ gốc đến ngọn luôn ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Nếu như cô chú anh chị mình mà sở hữu hai giò như này, tức là với giá 220.000 ạ, là cô chú anh chị có ngay một cái tác phẩm rất là đẹp để mà thưởng thức hoa Tết rồi đúng không ạ. Đấy, mỗi một chậu là 110.000 thôi cô chú anh chị nhé. Chậu là hai thân. Khi mà cô chú anh chị ghép đôi hai chậu là có một cái tác phẩm đẹp luôn ạ. Chỉ có 220.000 thôi cho hai cái giò lan như vậy. À, tiếp sang bên này đây cô chú anh chị cùng nhìn cho em. Đây sẽ là những cái chậu lan đen rô vàng kim cương. Mỗi một thân to nú như là cái khúc mía luôn này. Chậu có thể rơi vào 3 thân hoặc là 4 thân. Thân to như ngón chân cái luôn nhé cô chú anh chị nhé. 3 thân hoặc là 4 thân ạ. Dạ, rất là đẹp luôn. Đây, có những chậu 4 thân và cũng có những chậu 3 thân, thân to như cái khúc mía luôn. Và một cái chậu đen rô vàng kim cương như thế này thì em bán với giá là 180.000 cho một giò nhé. Mặt bông của dòng đen rô vàng kim cương đây ạ. Trước đây một thân hơn 300.000 ạ. Hiện tại hàng bên nhà em bao chuẩn mặt bông cây giống cho cô chú anh chị. Và một chậu chỉ có giá là 190.000 cho một chậu, với chậu 3 thân hoặc là 4 thân. Đây cô chú anh chị cùng tham khảo giá trên thị trường. Vừa đầu năm vừa rồi ạ, đen rô vàng mắt nâu hàng như thế này là chậu 2 thân, ta bán 350.000 nhé cô chú anh chị nhé. Đấy, còn hàng bên em ạ, là mỗi một chậu rơi từ ít nhất là 3 thân trở lên, 3 thân hoặc là 4 thân. Đấy, thân to như là khúc mía luôn, giá chỉ có 190.000 đó. Số thân thì nhiều gần như gấp đôi. À, cái giá thì chỉ bằng một nửa thôi mà hàng em bao chuẩn mặt bông cho cô chú anh chị ạ. Và bên này cũng là dòng đen rô ạ, ngắm thân không cũng đủ mê mẩn rồi ạ. Một chậu rơi hơn chục thân, đây là dòng đen rô Úc mắt đen ạ. Nặng chịu tay luôn, cây đang bắt đầu đi vào giai đoạn là thu ngọn rồi ạ. Một cái giò vô cùng là khủng và đẹp như này. Em bán đúng hình và gửi đúng hàng cho cô chú anh chị, nó xuất sắc như vậy nhá. Giá là 230.000 cho một giò. Cái giò này mà sau này mà nở hoa thì đẹp thôi rồi ạ. Và tiếp sang bên này đây cô chú anh chị cùng nhìn cho em những cái giò giả hạc Pháp. Mỗi một cái giò giả hạc Pháp này tiền rất là rẻ thôi, nhưng cũng cho cô chú anh chị một cái tác phẩm tuyệt vời. Một cái chậu lan giả hạc Pháp này nó hơn chục thân ạ. Đấy ạ. Cây tỏa ra các cái phía rất là đẹp, rất là sum xuê như này. Và một cái giò giả hạc Pháp như vậy với giá chỉ có 120.000 thôi nhá. Hơn chục thân giả hạc Pháp luôn. Hàng giả hạc Pháp thì là dòng hàng mà hoa chuyên nở thời điểm Tết ạ. Chậu nào cũng như chậu nào luôn, nên cô chú anh chị yên tâm cho em nhé. Hàng chuẩn và đẹp như thế này đến tay cô chú anh chị là 120.000 trong giò. Giá 120.000 là em chưa có phí cước vận chuyển đâu nhé. Em chỉ có nói giá bán thôi ạ. Chứ còn 120.000 cho một cái giò lan nó đẹp như thế này rồi mà còn bao phí vận chuyển nữa thì thì công đâu ạ. Công đâu để trồng, để chăm giống đâu đúng không ạ. Dạ, sang bên này đây thì em có những cái chậu. Bên này sẽ là những cái chậu Cattleya, dòng gọi là dòng cát mini, bông hoa màu cam lửa rất là đẹp. Em bán 90.000 cho một giò cát này.
Và tiếp sang bên này đây sẽ là những chậu trầm rồng đỏ. Em nghĩ rằng là những ai chơi lan ạ, những ai chơi lan thì chắc chắn đều muốn sở hữu cho mình những giỏ trầm rồng đỏ như thế này để mà thưởng thức hoa Tết. Trước đây một cái chậu trầm rồng đỏ này nó hơn 300.000 một thân, đây là mặt bông của dòng trầm rồng đỏ. Trước đây em đã từng được bán mỗi một thân trầm rồng đỏ có thân hơn 300.000. Hoa của nó như là trầm rừng, bông hoa rất là to nhưng mà lại to hơn trầm rừng. Bông hoa cực kỳ là thơm, mà dòng này thì dễ chuẩn thuần, dễ chăm cực kỳ luôn đấy. Đây ạ, một cái chậu trầm rồng đỏ như thế này thì ở đây tiện cho việc cô chú anh chị có thể chọn lựa hàng thì em đã chia theo hình ạ. Ở đây em có các hình này, giá thì rất là rẻ luôn ạ. Cái chậu này em gọi là chậu số 1 này, giá chỉ có 110.000 thôi nhá. Chậu này rơi đến 5 thân luôn. Chậu số 2 ạ, cũng với giá chỉ có 110.000. Và chậu số 3 có 2 thân siêu to khổng lồ, chiều cao khoảng tầm 50cm, to như cái ngón tay cái và vài thân nhỏ hơn. Cái chậu này em xin phép bán 120.000. Và chậu số 3, chậu số 3 cũng là một thân cao khoảng tầm 60cm, mà cái ngón tay cái của em nó không là cái gì luôn. Đấy, trầm rồng đỏ này này, và thêm vài cái thân ngắn này nữa thì em bán cái giò này với giá cũng chỉ có 110.000 thôi. Đó, cô chú anh chị cứ ngắm cái chậu nào cảm thấy mãn nhãn thì cô chú anh chị lấy nhá. Tiếp theo là chậu số 51. Chậu 51 này là cũng là một cái chậu trầm rồng đỏ 4 thân, chậu này em bán 110.000. Và chậu 52 ạ. Chậu 52 này em cũng bán với giá là 110.000 thôi. Đó, rơi vào 6 thân cái gì đó cô chú anh chị ạ. Và tiếp theo là chậu 53. Những cái chậu này thì cô chú anh chị yên tâm cho em là đều cho hoa hết, cái dòng này thì dễ cho hoa lắm ạ. 53, cái giò này em xin phép được bán với giá là 120.000 này. Và hình 54, 110.000 cho chậu 54 này. Cô chú anh chị cứ muốn lấy chậu nào thì lấy, giá từ 120 cho đến 101 thôi. Và chậu số 55, cái giò này em cũng chỉ bán với giá còn 110.000. Và chậu số 56 cũng với giá 110.000 thôi ạ. Đó. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây lan vũ nữ. Cái dòng vũ nữ thì có ưu điểm đó là cho mình hoa quanh năm ạ. Đây sẽ là những cái cây lan vũ nữ, cái dòng lan ngọc nữ nhá. Cái dòng ngọc nữ dễ thuần, dễ chăm cho hoa quanh năm, hiện tại đang nụ để cô chú anh chị thưởng thức hoa luôn. Cái giò lan ngọc nữ như vậy này, một cái chậu lan ngọc nữ mà đang nụ rất là đẹp như vậy em bán 180.000. Và bên này sẽ là chậu vũ nữ mèo cam. Thì mèo cam hiện tại em còn có 2 giò duy nhất thôi mà nó đang nở hoa rồi, nên là em sẽ bán xả hàng luôn. Cô chú anh chị mang về để chờ hoa cho mùa sau. Những cây này thì dễ sống, dễ chăm lắm luôn. Bình thường em bán 180. Đấy, hàng là hàng đang nụ. Thì hiện tại là hàng nó cây nó đang hoa như vậy này, em sẽ bán là 150.000 luôn nhé. Và sang bên này đây sẽ là vũ nữ hoàng hậu xanh ạ. Cái chậu hoàng vũ nữ hoàng hậu xanh siêu to khổng lồ và rất nhiều thân như thế này. Đó, hứa hẹn là khi mà nó nở hoa sẽ là một cái tác phẩm vô cùng tuyệt vời ạ. Em bán một cái chậu vũ nữ hoàng hậu xanh như vậy, giá là 140.000 thôi nhé quý chị nhé. Cái hàng này thì hoa phải nói là độ bền trên 2 tháng cực kỳ là thơm. Cần hoa dài cả mét và thoải mái uốn tạo dáng luôn ạ. Và ở đây thì em còn có duy nhất một cái chậu thiên nga hoa màu đỏ. Và hàng này thì đang chuẩn bị đến mùa hoa rồi. Cái cây thiên nga này là cây năm thứ 5 rồi ạ. Cái cây thiên nga là năm thứ 5 rồi nhá cô chú anh chị nhá. Cây thiên nga đỏ này em bán là 100.000 đi ạ. 100.000 cho cái cây thiên nga đỏ này. Tiếp sang bên này thì em có rất là nhiều những hình lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi ạ. Đặc biệt là đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị sẽ là những cái cây hoàng nhạn 4N. Để thực ra từ trước đến nay em cũng rất là hạn chế bán những cái cây hoàng nhạn 4N, tức là chỉ có những cái lô nào mà em cảm thấy là rất là rẻ thì em mới bán giao lưu cùng cô chú anh chị. Cái dòng nhạn 4N này thì phải nói là nó hoa nó quá là đẹp mỹ miều luôn. Tất cả những cái tác phẩm đẹp thì gần như đều là dòng nhạn 4N nhá cô chú anh chị nhá. Mặt bông của dòng nhạn 4N này. Một cái những cái tác phẩm hoàng nhạn 4N đấy ạ. Cái mặt bông mà người ta khoe rất là đẹp thì đa phần đều là cái mặt bông của dòng nhạn 4N. Hoa thì độ thơm thì thôi rồi, đẹp to ưng ý. Ở đây thì em đang có những cái cây nhạn 4N này. Hình này em gọi là cái hình số 1 này. Một cái cặp đôi hai cây nhạn 4N. Cái bản lá chắc phải tầm cái cây lá to nhất, chắc phải tầm có khi đạt đến 4cm nhá. Cặp đôi hai cây nhạn 4N đẹp như thế này, em xin phép bán cặp đôi hình số 1 này với giá sẽ là 250.000 thôi nhé quý anh chị nhé. Cặp đôi này là 250.000 ạ, quá là đẹp luôn ạ. Cái hình số 2 cũng là một cặp đôi, cây mẹ thì bao nhiêu cặp lá đây? Hai cây, không phải cây mẹ mà nó là hai cây cô chú anh chị ạ. 2 4 3 4 5 6 cặp lá. Cây bên dưới này thì ngắn ít lá nhưng mà lại lá thì lại quá đỉnh luôn.
lá rất là to. Và cái cặp đôi này em cũng bán với giá là 250.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 3. Cặp đôi hình số 3 này cũng vậy này, cây lớn và một cây cao, một cây thấp, rất là đẹp này. Em cũng bán cặp đôi này 250.000. Cô chú anh chị thử ngắm kỹ, ưng cặp nào thì báo em ạ. Tiếp theo là cặp số 4 này. Cặp số 4 cũng vậy ạ. Trời ơi, cái lá này thì ngắm mà to ơi là to, rất là đẹp, tuyệt vời luôn như này. Cây này thì sang năm là cho hoa quá đẹp luôn ạ. Cặp đôi nhạn này, em xin lưu ý cô chú anh chị là những cây nhạn này thì nó cũng có những cái lá chân nó sẽ hơi vàng một chút xíu, giống như mình trồng rau thì chắc chắn là những cái lá ở dưới chân nó sẽ vàng hơn những cái lá ở bên trên nhé cô chú anh chị nhé. Nên là khi mà cô chú anh chị nhận hàng ấy thì cũng đừng có bắt lỗi bên em là những cái lá này dưới này nó vàng rồi này, hỏng rồi này. Đó, em quay rất là kỹ cho cô chú anh chị, hàng này hoàn toàn là khỏe mạnh nhé. Những cái lá này thì nó là những cây lá mà mọc từ những lúc đầu tiên rồi nên là sẽ vàng, hơi vàng hơn một chút xíu mà nó không có làm sao nhé. Chậu này em cũng bán với giá là 250.000 ạ. Tiếp theo sẽ là hình số 5. Cũng là một cái cặp đôi. Cây này thì cô chú anh chị nhìn thấy là nó rất là ngắn nhưng mà lại cực kỳ là rụt. Đấy, một cặp đôi như vậy này. Cặp đôi này em cũng bán là 250.000. Và hình tiếp theo hình số 6. Cặp đôi hình số 6 này em bán với giá là 240.000 đi ạ. Và hình số 7. Hình số 7 này. Cặp đôi số 7. Quá là VIP luôn. Cặp đôi số 7 này em cũng bán là 240.000. Và cặp đôi số 8 ạ. Siêu khủng luôn. Mỗi cây này quá là khủng đẹp luôn. Cặp đôi này em bán với giá là 250.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 9. Cái hình số 9 này em cũng bán với giá là 240.000 đi. Đó. Và hình số 10. Cặp đôi số 10 đây. Cũng là 240.000. Và hình số 11 ạ. Hình số 11 này em bán với giá cũng là 250.000 này. Và hình tiếp theo là cặp đôi số 12. Cặp đôi số 12 này em cũng bán với giá là 250.000. Và hình tiếp theo là hình số 13. Hình số 13 này em cũng bán với giá là 250.000. Sang bên này đây sẽ là cái cây đai châu hay còn gọi là nghinh xuân ngọc điểm. Em có bán 240.000 cho 1 kg, hàng không có lỗi lá, rất là đẹp như này. Hoặc cô chú anh chị mình chọn hàng theo hình cho em, hình này em gọi là hình 14. Một cặp đôi gồm có hai cây châu rất là khỏe đẹp như này, 150.000. Hình số 15 90.000 cho một cặp đôi rất là xinh đẹp này. Số 16 ạ. Số 16 110.000, cái hình này là 3 cây nhá. Nhiều cô chú anh chị muốn chọn kỹ hơn thì cô chú anh chị chọn theo hình này cho em. Cặp số 17 100.000 thôi. Đó, cây này thì mít xu luôn ạ. Và hình số 18 150.000. Cho cái hình này có đến 4 cây luôn nhá. 150.000 một hình 4 cây. Và sang bên này đây sẽ là những cây lan hài Vân Nam. Dòng hài Vân Nam em có bán cả hàng cân, tức là 700 em bán là 750.000 cho 1 kg. Đấy, giá lẻ bằng giá sỉ luôn, em có bán từ 0,1 kg tức là 75.000. Thoải mái cô chú anh chị có thể có những cây hải Vân Nam để sưu tầm rồi, hoặc cô chú anh chị chọn theo hình này cho em này. Hình này nguyên hai dề rất là to như vậy. Em bán với giá là 110.000. Hình tiếp theo 20 100.000. Và hình số 21 ạ, 80.000 này. Hình số 22, hình số 22 cả một lô này em cũng bán với giá chỉ có 80.000 thôi ạ. Và tiếp sang bên này đây là em bán gà dòng 5 cánh trắng Hiền Oanh, siêu rẻ bèo bọt luôn, để cô chú anh chị sưu tầm hàng em bao chuẩn mặt bông cây giống và cô chú anh chị có thể cùng nhìn cho em. Những cái giò 5 cánh trắng Hiền Oanh. Đây là giò Hiền Oanh mà năm trước em mua đây, em còn ghi luôn cả cái thời gian này. Mua tháng 4 năm 2000 ạ. Và cái chậu này em mua ở Bắc Cạn với giá là 62 triệu đồng. Đó. Và đây là cái mặt bông của nó đây. 5 cánh trắng Hiền Oanh, cánh hoa bầu. Nói chung là trước đây thì cái giá nó bị thổi lên, nhưng mà nói về cái vẻ đẹp của nó thì mình không thể nào mà gọi là phủ nhận về cái vẻ đẹp thẩm mỹ của nó, đúng không ạ? Ở đây em có những cây Hiền Oanh này, cô chú anh chị mua cái giá cực rẻ luôn. Cái cho giò Hiền Oanh này giá 90.000 thôi cô chú anh chị nhé. Hình số 23 90.000, giò hình 24 một mầm gốc và một cái siêu kỳ ở đây, một cái dàn siêu kỳ ở đây 100.000. Hình số 25 90.000 cũng 90.000 một cái thân dài, một mầm gốc dài cả mét luôn. Không phải cả mét mà là dài cả 40 cm luôn ạ. 90.000. Và hình tiếp theo hình 26. Giò 26 này em xin phép được bán nó với giá cũng là 100.000 thôi này. Một mầm gốc rất là đẹp.
một dàn ki luôn, và hình số 27 em bán với giá cũng chỉ 90.000. 28 là một cái giò dáng hương vươi cáo mướt đẹp như thế này, em bán 200.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 29 ạ. Cái giò 29 dáng hương vươi cáo này em cũng bán là 200.000. 30 sẽ là những cái chậu lan hài Henry. Cái giò lan hài Henry mà thời điểm bây giờ là nó đang có nụ rồi ạ. Tất cả là đều đang mèo nụ nhá. Nó đang mèo nụ như này thì vận chuyển đi nó sẽ không có bị hỏng nụ đâu cô chú anh chị ạ. Như cái chậu này đang có hai mèo luôn. Và đây là cái mặt bông của dòng lan hài Henry. Cho cô chú anh chị nào yêu mến cái mặt bông thì trồng sưu tầm thưởng thức hoa. Độ bền trên 2 tháng cô chú anh chị nhá. Cái giò này thì em bán là 100.000. Là gọi là giò 30 ạ. Và giò 31 cũng với giá là 100.000. 32 với giá là 110.000. Và hình số 33 cũng với giá là 110.000. Và 34 với giá là 100.000. Tất cả những cái giò này đều đang có mèo hết nhé, quý anh chị nhé. À, những cái giò này mỗi một giò khoảng tầm 1-2 mèo, hình như đa số là 2 mèo. Chỗ tiếp theo là 35 là 110.000. Và bên này sẽ là những hình kiều tím miền Trung, hay còn gọi là kiều hồng nhá. Nói chung là dòng kiều tím miền Trung, kiều hồng này ấy, nó không phải là tím đậm đà. Mặt bông tím nó không phải tím đậm đà như là kiều Yên Tử đâu cô chú anh chị ạ. Cũng không thể tím như là cái dòng kiều Thái. May mắn thì cô chú anh chị có thể lấy được những cái mặt bông nó tím như vậy. Cái hình ở đây em gọi là cái hình 36, cả một lô rất là đẹp như này, với giá chỉ 150.000 thôi. 37 120.000 nhá. Và 38 là nguyên một dề rất đẹp này, 200.000. Đó, hàng dề thì nó có cái đặc điểm là khi mà sổ hoa thì đồng loạt nên là rất là đẹp. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 39 là 300.000. Và hình 40 là một cái siêu phẩm, nó là một cái dề cực kỳ là đẹp, hơn chục thân hoa, thân to mập khỏe đẹp như này, em bán là 380.000. Và hình số 41 ạ, nguyên một dề này em bán là 200.000 này, quá là đẹp luôn cô chú anh chị. Và 42, cái dề này em bán với giá là 220.000 nhá. Và hình tiếp theo là 43, đây là những giò hạc vĩ. Đây là dòng hạc vĩ Đà Lạt và hoa của nó sẽ nở vào thời điểm Tết ạ. Và một cái giò như này chắc chắn là sẽ cho cô chú anh chị một cái phải nói là một cái dàn hoa, một cái suối hoa rất là đẹp luôn. Hạc vĩ thì sai hoa thôi rồi cô chú anh chị biết rồi ạ. Cái giò này em bán là 140.000 ạ. Và hình tiếp theo là hình 44, một giò cực kỳ là khủng đẹp này, 150.000. và hình số 45. 45 này em bán với giá chỉ có 100.000 thôi nhá. 45 này em bán với giá là 120.000 ạ. 46 cũng với giá là 120.000 đây. Rồi ngoài ra em có cái bộ dao bếp. Dao bếp, tất cả những cái con dao này thì được rèn bằng phương pháp thủ công nhá. Và từ nhíp xe ô tô ạ. Và cô chú anh chị chỉ cần sắm một lần là dùng cả đời luôn. Và riêng những con dao bếp này cô chú anh chị đã sử dụng ạ, thì em nghĩ rằng cô chú anh chị sẽ không bao giờ muốn quay trở lại dùng những cái dòng hàng dao, dùng những cái hãng dao khác nữa đâu ạ. Đó, chặt sắc nét và đầm tay tuyệt vời vô cùng luôn nhá. Ở đây thì con này em gọi là cái con dao đầu tiên này, là con dao chuyên chặt thái. Con này em bán với giá là 170.000 ạ. Con thứ hai cũng là con chuyên chặt thái, con này có đánh nhám một bên, cầm nặng trịch như này, chặt phát nào phát đấy luôn cô chú anh chị ạ. Đứt sắc nét luôn, đầm tay luôn. Con này em bán 180.000. Và con tiếp theo cũng là con dao chuyên chặt thái bằng thép không gỉ ạ. Con này em bán 200.000. Và con dao chuyên thái, con dao chuyên thái này em bán với giá là 150.000 nhá. Và con dao, một cái con dao tông em bán 200.000. Và con dao chuyên thái lọc ở đây, em bán con chuyên thái lọc này với giá là 160.000. Và một cái con dao cũng là thái lọc đấy, thịt gà, thịt vịt, cắt tiết gà thì cực kỳ tiện lợi luôn. Con này em bán 70.000 này. Con tiếp theo to hơn một chút ạ, con này em bán với giá là 80.000. Và một cái con dao cắm chuyên đi rừng 120.000 nhé cô chú anh chị nhé. Và con một cái búa, búa này em bán là 200.000 ạ. Ở đây thì em có cái món biến rong che đén của vùng Nguyên Bình Cao Bằng với giá 200.000 cho 1 kg. Sau bên này sẽ là những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan. Vỏ thông em có đủ size luôn nhé, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn ạ. Đồng giá em bán là 20.000 cho 1 kg. Rêu rừng 50.000 cho 1 kg. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000. Atomic 12.000 cho 1 gói. Cùng nguyễn 25.000 cho 1 lọ, 5.000 cho 1 cặp. Dưỡng chất AB 85.000 cho 1 lọ. Và B1 thái với giá là 40.000 cho 1 lọ. B12 giải độc cho cây với giá 30.000 cho 1 lọ. Sắc thai hormone tăng trưởng 5.000 cho 1 lọ. Siêu cơ dễ N3M 30.000 cho 1 lọ.
Thuốc đặc trị côn trùng 70.000 cho một lọ, 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát. Đồng giá 30.000 cho một lọ, 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000 và Điền Gia Mỹ Tiến là 40.000. Kinbun đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói và Chiso Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi. Phân bón cái dòng phân dê. Phân dê này thì em có hai loại là loại dài 10 cm em bán là 2.000 cho một túi thôi nhé. Dài 20 cm sẽ là 4.000 ạ. Và bên này em có phân bón trùng Huế nguyên chất dòng cao cấp với giá 35.000 cho một túi 1 kg. Phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh làm từ dịch chuối, phân trâu, đỗ tương đã ủ men đi sinh hoạt cho còn trên 2 tháng. Sản phẩm với giá là 35.000 cho một túi 1 kg ạ. Em đã có sản phẩm tinh dầu hồi với giá là 40.000 cho một lọ tinh dầu hồi. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt, hàng này thì hoàn toàn từ những cánh hoa tự nhiên của vùng Cao Bằng nhé. Rồi em được giới thiệu đến cô chú chị tất cả những mặt hàng hôm nay mình đang có và cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin phép em dừng clip ở đây ạ.